Chào mừng các bạn trở lại với kênh youtube Trung Kết Kem Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái tính năng mới trên cái sim iChong M15 đó là cái tính tính năng stock Stock trong sim iChong M15 thì nó giải quyết những vấn đề gì Thì trong thực tế Thì cái khuôn hay là cũng để gia công nếu mà mình muốn tạo một cái phôi để kiểm tra cái kích thước tổng thể của một cái phôi hoặc một cái sản phẩm là bao nhiêu để mình đánh giá ước lượng để đưa ra những cái kết cấu hoặc là phương án gia công thì mình có một cái tính năng mới mà trong nó đưa ra cung cấp đó là cái tính năng tạo stock thì nó khác với cái tính năng uh, uh, tạo cái UCS uh, qua một cái tâm này thì nó tạo một cái khối hoặc à, tạo một cái đường tâm, à, các cái đường cho mình. Đây, bình thường trong Sky trong những phiên bản cũ thì nó có một cái tính năng là tạo cái bốc này, nhưng nó không tới ưu Ví dụ như trong trường hợp trong trường hợp mà chi tiết của nó, này. Đấy, chi tiết của nó không không đúng theo cái gốc của của thiết kế của mình, Hay cái gốc uh, mình cần theo một cái hướng hướng chuẩn, thì nó sẽ không tạo ra cái lợi thế cho mình, mình vẫn phải là uh, đi xoay cái mô hình về cái chi tiết về cái hướng chuẩn để mình làm, thì cái lệnh sắt tóc này nó sẽ khắc phục được cái điểm như vậy ví dụ một cái chi tiết của mình ở cái vị trí bất kỳ trong không gian các cái góc của nó bình thường nếu mình muốn tạo cái khối quanh cái 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 chi tiết này thì mình phải xoay cái chi tiết hoặc là tạo cái góc cái chi tiết về cái hướng chuẩn theo ý mình để mình tạo những cái tính năng tạo stock này thì đó lại không cần về việc đấy thì nó làm như thế nào thì đây các bạn vào các lệnh stock các bạn quét toàn bộ cái đối tượng mình cần tạo thì nó sẽ đưa cho hai lựa chọn cái lựa chọn đầu tiên là cái lựa chọn về tối ưu cái cái stock này theo cái biên dạng 2D thì bên dạng 2D này nó sẽ gặp vấn đề gì nó gặp tương tự như cái trường hợp cũ của cái phần là tạo tọa độ qua cái tâm này thì nó cũng tạo ra một cái, cái 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 đường bao quanh còn cái trường hợp này thì mình sẽ tối ưu hóa nó theo cái cách hai là cái cách 3D optimize reason Đấy. thì cái tối ưu hóa cái này thì mình sẽ làm như thế nào thì mình sẽ chuyển ra tính năng này và mình sẽ phân tích cái mô hình này đấy thì nó sẽ tạo ra một cái kích thước bao quanh chẳng hạn các cái vị trí biên dạng mà phẳng ví dụ như mình mài phôi rồi chẳng hạn đấy, các cái mặt này mình mài rồi chẳng hạn mài rồi chẳng hạn đây thì mình còn những cái mặt này thì có những cái mặt chính này mình muốn là kích thước dương lên để mình gia công Đấy, vì cái biên dạng này nó không phẳng biên dạng phía trên và biên dạng bên hông này nó có hai cái mặt này nó không phẳng nó không có cạnh chuẩn phẳng theo cái biên dạng 3D thì mình làm nào thì đây nó có những, có những chức năng như tạo solid hoặc là thuộc tính hoặc tạo wifi thì mình ví dụ mình tạo solid tạo khối cho nó là cái khối phôi này sau này mình có thể lồng cái phôi này mình gia công thì trên thực tế thì có những sản phẩm cái phôi người ta vẽ sẽ to hơn cái 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 sản phẩm bên trong này để mình gia công lồng vào mình gia công trên bản vẽ 2D khi mình xuất cái bản vẽ 3D này ra thì mình có kèm theo bản vẽ lồng phôi chẳng hạn để gia công thì ở đây nó sẽ mình chỉ có thể là mình giải quyết luôn vấn đề ở đây. Thì đây nó cho mình xử lý, ví dụ như nó tính toán, nó tính toán ra là kích thước phôi của mình x y z. Calculate size. Thì nó ra ba ba kích thước x y z. Bây giờ mình muốn điều chỉnh. Thì nó có hai sự lựa chọn điều chỉnh. thứ nhất là điều chỉnh đối xứng nghĩa là gì nghĩa là symmetric offset này thì nói nghĩa là mình sẽ điều chỉnh từ cái tâm này ra ví dụ ở đây mình gõ mình để là không thì lập tức là toàn bộ cái này nó đang là bo đúng cái biên dạng kín những cái điểm cao nhất xung quanh cái bản phôi này ví dụ mình muốn nhập 10 ở đây hoặc là 50 ở đây chẳng hạn mình muốn nhập to ra để cho các bạn hiểu thì nó sẽ tự động đối xứng theo cái gốc từ tâm cái sản phẩm này hoặc chiếu y cũng vậy ví dụ mình nhập 20 chẳng hạn thì nó tự động chiếu z thế đấy, thì mua tôi muốn để về không đổi về không lập tức nó về vị trí ban đầu thì đây ở dưới đây nó có cái phần là sai size là tự động tính toán cái 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 kích thước cuối này theo kích thước này ví dụ như là mình kích thước của mình ở đang lẻ chẳng hạn đúng không nếu mình muốn kích thước chẵn chữ x đúng không thì mình ví dụ mình nhập ở đây là 0.7 ở à đâu 0.7 chia 2 thì lập tức là gì là cái kích thước này nó sẽ là chẵn về 670 chẳng hạn ví dụ như vậy Đấy, là nó sẽ phân bổ ra hai bên vì trong trường hợp mình muốn lấy gốc chuẩn ở một phía cạnh biên nào đấy thì mình sẽ gì mình sẽ chuyển sang cái chế độ là không đối xứng À, nó cho phép mình giải quyết trường hợp không đối xứng ví dụ tôi muốn là cách cách cạnh này cho chuẩn rồi cạnh này chuẩn rồi cạnh này còn chuẩn rồi và phôi hướng z này mình muốn tăng thêm và mùa hướng y trừ này muốn tăng thêm thì mình giải quyết như thế nào đây thì nó cho phép ví dụ mình nhập không nhá là chiều x của nó là mình đã ok này mình chỉ cho chiều z thứ nhất là cái chiều z thì chiều Z dương Ở đây mình muốn là cái kích thước này X Mình muốn là kích thước là chiều Y Y của mình ra đây thêm không? 5 ly Y trừ Y trừ 5 ly Đó thì lập tức Đấy chưa? Lập tức Ôi nó sẽ đẩy ra 5 ly. Đấy, ví thử chiều y. Ok chưa? Chiều y. Mình dù muốn chiều z mình muốn là gì? Kích thước của nó là lên. hai ly chẳng hạn đó, thì rộng nó lên là 105.6. Ví dụ trong trường hợp mình muốn là cái này là chẵn, ra yeah, 105 thì đây mình trừ đi 0.6 đi chẳng hạn. Là cái này nó sẽ về 105. Đấy. Mình muốn là cái kích thước này nó chuẩn này. Thì tương tự các cái kích thước khác. Ví dụ ở đây là Y này. Mình đây mình trừ đi. Trừ đi thì nó sẽ về 128 tính từ mặt bên này sang còn trong trường hợp mà mình chiều x này mình muốn chẵn mà mình muốn lấy sau này mình muốn di chuyển về gốc bên này chẳng hạn đó mình muốn di chuyển về gốc bên này chẳng hạn ví dụ như x dương của mình đó x dương của mình nhá là 0.7 chẳng hạn này không chấm thì nó về 670 thì nghĩa là cái chiều dương này nó sẽ tăng lên kích thước này nó về 77 670 nhưng sau này mình sẽ lấy chuẩn ở góc đây chẳng hạn đó ví dụ vậy hoặc để à, mình lấy chuẩn ở góc bên này mình để thừa ở góc bên này thì nghĩa là bên này nó sẽ dương ra này ví dụ tôi lấy thử cho các bạn kích thước to ra nhé ví dụ như là 20 chẳng hạn đấy thì là kích thước bên này nó sẽ là to ra Ví dụ ở đây nhé, mình trừ đi 0.3 à, cộng với 0.7 cộng 0.7 thì kích thước này nó về 690 chẵn theo hướng này. Ví dụ mình muốn để phôi thừa như vậy là phôi thừa chiều y trừ này z cộng này và x dương mình muốn lấy gốc bên này à, thì sau này mình sẽ được tạo như vậy đây là cái cách mình đưa phôi vào thì sau này ví dụ như mình gia công một sản phẩm nào mà mình có bản vẽ 2D mình muốn làm kích thước phôi theo cái bản vẽ đấy và mình đưa cái dữ liệu 3D này vào để mình làm phôi theo cái phôi mà bản vẽ kết chỉ thị đặt phôi thì mình làm như vậy ví dụ sau khi mà tôi đã tạo thành công như này rồi thì tôi ok chẳng hạn ở đây sẽ có một số chức năng nữa như tôi mới thử tôi ok thì nó sẽ tạo ra thước như thế này ví dụ tôi muốn lấy gốc gia công là theo gia công chuẩn ở gốc dưới và sau này mình gia công mặt trên đi và gia công thừa cạnh này đi thì tôi chỉ cần di chuyển di chuyển toàn bộ đối tượng này về góc này lập tức tôi có góc và phôi theo đúng ý muốn thì trong trường hợp ở đây Trường hợp ở đây nó đang vẫn chưa đúng về góc chuẩn. Đấy. Thì tôi chỉ cần tích vào cái góc này. Tôi active vào cái góc này. Thì lập tức là tôi đã có một cái chi tiết theo đúng ý muốn cần gia công và cái phần phôi của mình theo các cái chiều chuẩn và không phụ thuộc vào góc xoay của chi tiết được nhập vào mô hình ban đầu lẻ hoặc là khó di chuyển Đó. mình sẽ tạo ra một cái góc chuẩn mới thì khi mình export cái góc chẳng hạn như nếu mà chi tiết này nên nó tạo ra một cái phôi này nếu chi tiết nếu chi tiết này mình muốn export sang một cái môi trường khác để lấy góc chuẩn và thiết kế thì mình cũng export Đây, ví dụ mình muốn export chi tiết này sang một cái mô hình mới và mình lựa chọn chế độ là gốc active mình vừa tạo thì lập tức toàn bộ chi tiết này sẽ sử dụng cái gốc mình tạo mới là gốc thiết kế ban đầu dùng cho kể cả bên thiết kế khuôn lẫn hoạt trình gia công thì các cái gốc khác nó sẽ không còn hiện trong cái cái mô hình của mình nữa đây trường hợp này mình muốn tạo các bạn Đó, thì là mình xuất sang một bản vẽ khác mình tạo một tên chi tiết mới đấy là cái cách mà cái lệnh stock mới này nó đưa vào để giải quyết một số những vấn đề trong trường hợp mà chi tiết của mình khó xử lý hoặc là mình muốn tạo một cái gốc bất kỳ theo ý ý của mình mà không phụ thuộc vào cái gốc thiết kế ban đầu do quá trình import dữ liệu vào bị lẻ hoặc là ngược gốc tạo phôi Đấy, thì đây là cái cái clip mà mình chưa muốn giới thiệu với các bạn để tiện cho cái việc lập trình khi mà mình đưa chi tiết gia công và mình tạo được phôi luôn dù chi tiết có hình thù như thế nào thì nó cũng vẫn bám theo các cái cạnh chuẩn để tạo ra một cái solid theo đúng ý đồ của bản vẽ. thì video của mình là đến đây là kết thúc. hẹn gặp lại các bạn. chào các bạn. các bạn hãy chú ý đăng ký, like và share để đón nhận những video mới nhất. chúc các bạn làm việc hiệu quả với cái lệnh này. chào các bạn.